của My ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì My sẽ giới thiệu đến quý khách về một mẫu đèn pha năng lượng mặt trời dạng tầm trung nhưng mà có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn để giúp cho quý khách có thể dễ dàng cân nhắc và lựa chọn. Thì với mẫu đèn này nó sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn mới, khác biệt hẳn so với những cái mẫu sản phẩm trước đây công ty Xenon Solar. Thì nếu khách hàng nào cần một mẫu đèn pha năng lượng mặt trời giá rẻ mà có cái độ sáng tốt thì có thể xem hết video này với My nha. À, về ngoại quan ở bên ngoài thì như quý khách cũng đã thấy thì nó có một cái thiết kế khá là gọn và đẹp mắt như thế này. Bây giờ thì cùng My mở cái hộp đèn này ra nha. Ở bên trong đây nó sẽ có một chiếc remote điều khiển cho đèn, một chiếc đèn năng lượng mặt trời và linh kiện đi kèm theo như là ốc vít như thế này. Cái chiếc đèn nhìn rất là đẹp nha mọi người. Tiếp theo nữa thì mình sẽ mở cái tấm pin năng lượng để sạc cho đèn. Thì cái tấm pin này nó có một cái thiết kế khá là nhỏ gọn thôi. Có một cái bát lắp pin đi kèm nha. Đây là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu FSW với công suất là 100W. Với thiết kế của cái chiếc đèn này thì về ngoại quan á, đèn này là có phần vỏ được làm chất liệu là nhôm hợp kim. Phía trước là kính cường lực để bảo vệ pin và chip led bên trong có thể hoạt động với hiệu suất tốt nhất. Và bên cạnh đó thì đèn này nó có một cái thiết kế hoàn toàn mới, đó chính là một cái lớp kính phản quang. Thiết kế rất là lạ mắt như thế này thì nó vừa giúp có thể là lan tỏa cái độ sáng tốt hơn, vừa giúp chiếc đèn này có thể pha xa hơn để cho cung cấp cái độ sáng tốt nhất cho diện tích quý khách lắp đặt. Và ở phía trước này thì nó sẽ có một phần khung số điện tử báo pin nữa nha. Với cái khung số điện tử này thì nó chỉ mang tính chất tham khảo nên là quý khách cũng có thể là nhìn vào đây để biết được là cái dung lượng pin ở bên trong còn lại là bao nhiêu và cân chỉnh cái độ sáng sao cho phù hợp nhất. Và về ngoại quan thì quý khách cũng đã thấy rồi nên là My cũng sẽ không có nói quá nhiều về phần ngoại quan này. Bây giờ My sẽ nói về phần thông số kỹ thuật của đèn nha. Chiếc đèn công suất 100W đến từ thương hiệu FSW này thì đèn đang chứa dung lượng pin là 3V2/18.000 mAh. Với cái dung lượng pin này thì đèn cũng có thể đáp ứng độ sáng trong cái thời gian là từ trên 12 tiếng trở lên nha. Và với kích thước của chiếc đèn này thì nó cũng có một thiết kế khá là nhỏ gọn cho nên là kích thước nó cũng không quá to. Thì kích thước của chiếc đèn sẽ là 295x255x80mm nha. Còn chip led thì chiếc đèn này đang sử dụng chip led SMD5730 với tổng số chip led là 144 chip led. Và với cái tuổi thọ của chip led sử dụng trong đèn lên đến 50.000 giờ luôn nha mọi người. Cho nên là khi mà quý khách sử dụng cái bộ sản phẩm này, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì là cái tình trạng đứt chip led hoặc là hư chip led thì rất là ít khi xảy ra. Và bên cạnh đó thì với những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời thì sẽ không thể nào thiếu tấm pin năng lượng để sạc cho chiếc đèn. Thì với cái tấm pin năng lượng đi kèm theo chiếc đèn này sẽ có phần dây dẫn dài 5m. Thiết kế cũng tương đối chắc chắn như thế này để cho quý khách có thể dễ dàng đấu nối từ đèn với tấm pin lại với nhau. Và với cái tấm pin của chiếc đèn này thì nó sẽ có phần kính cường lực và phần khung nhôm bảo vệ khá là chắc chắn. Tấm pin sử dụng cho chiếc đèn công suất 100W thương hiệu FSW này là tấm pin 6V 18W. Kích thước tấm pin sẽ là 350x350x17mm nha. Tuy là quý khách thấy cái tấm pin nó nhỏ gọn như thế này thôi, tuy nhiên là My đảm bảo cho quý khách luôn, tấm pin này có thể cung cấp được cái hiệu suất hoạt động tốt nhất của chiếc đèn và đảm bảo chiếc đèn có thể là chiếu sáng liên tục trên 12 tiếng. Nếu như mà không trên 12 tiếng, quý khách cứ việc liên hệ với công ty Xenon Solar để được bảo hành nha. Điểm chung của những chiếc đèn năng lượng mặt trời đó chính là vào ban ngày đèn sẽ tự động tắt để sạc pin, ban đêm khi không nhận được ánh sáng thì đèn sẽ tự động bật sáng lên. Gọi chung đây là chế độ auto. Để kích hoạt chế độ auto này, quý khách chỉ cần ghim dây dẫn của đèn với tấm pin lại với nhau là được. Thì ở đây thì nó lại không có dây dẫn ở phần đèn đâu mọi người. Ở đây nó sẽ có một cái chỗ để cho quý khách cắm cái dây dẫn của tấm pin vào. Quý khách chỉ cần ghim thôi. Rất là nhanh chóng luôn, chưa tới 30 giây là quý khách đã kích hoạt xong chế độ auto này rồi nha. Đây. Thì vừa cắm dây dẫn vô xong là ở trên đèn nó sẽ có một cái chip led báo sạc pin như thế này. Thì quý khách đã kích hoạt thành công chế độ tự động rồi. Thì vào ban ngày đèn sẽ tự động tắt để sạc pin, ban đêm khi không nhận được ánh sáng nữa thì đèn sẽ tự động bật sáng lên. Sẽ che cái tấm pin lại để cho quý khách xem cái độ sáng của đèn nha. Đây đèn có cái độ sáng rất là tốt luôn nha. Và cái chế độ cảm biến của chiếc đèn này nó cũng rất là linh hoạt luôn. Chỉ cần một tí xíu ánh sáng thì nó sẽ báo sạc. Che là một tí thôi là nó sẽ tự động sáng lên dài. Rất là tiện luôn, quý khách sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi ra bật tắt đèn á.
Và với chiếc đèn này thì ngoài cách sử dụng là tự động thì quý khách cũng có thể là dùng remote để điều khiển thêm. Thì ở trên remote này nó đã có sẵn những cái nút tích hợp như là bật tắt đèn nè, nút on thì quý khách sẽ bật đèn, nút off thì quý khách sẽ tắt đèn. Và đèn này thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ tăng giảm độ sáng cho đèn nữa nha. Bây giờ mình sẽ giảm cái độ sáng này trước. Khi mà không giảm được nữa thì đèn nó sẽ nháy lên một cái như vậy. Và tăng lên thì cũng tương tự như vậy luôn. Chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng. Vậy là xong. Cái độ tăng giảm độ sáng này trong những ngày ít nắng nhiều mây, quý khách có thể tùy chỉnh tăng giảm độ sáng để có thể là giúp cho chiếc đèn có thể đảm bảo cái độ sáng liên tục trên 12 tiếng mà không bị tắt giữa đêm. Và ngoài ra thì quý khách cũng có thể điều chỉnh 50% độ sáng nè, hoặc là 100% độ sáng. Và ở đây nó cũng sẽ có những cái chế độ hẹn giờ tắt cho đèn. Sẽ có 3 chế độ hẹn giờ tắt là 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ. Thì với 3 cái chế độ này thì ví dụ mà quý khách ấn vào chế độ là 3 giờ thì trong vòng 3 tiếng đèn sẽ tự động tắt, 5 giờ thì trong vòng 5 tiếng đèn sẽ tự động tắt, và 8 giờ thì đèn sẽ hoạt động trong vòng 8 tiếng đèn sẽ tự động tắt. Còn với hai chế độ auto của hai bên này á thì ví dụ như mà đêm trước quý khách đã bấm chế độ hẹn giờ rồi, tuy nhiên là đêm sau quý khách muốn chiếc đèn có thể sáng từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng, tức là sáng liên tục và không bị tắt giữa đêm, thì quý khách sẽ bấm vào chế độ auto để hủy bỏ chế độ hẹn giờ nha. Tôi cũng vừa giới thiệu xong cho quý khách cách sử dụng cũng như là về thông số của cái mẫu đèn pha FX Đức công suất 100W này. Bây giờ thì mình sẽ báo giá luôn cho quý khách để cho quý khách hàng nào có muốn mua thì cũng có thể dễ dàng liên hệ đặt hàng. Với chiếc đèn thương hiệu FX Đức công suất 100W này thì hiện tại công ty Xenon Solar đang cung cấp ở thị trường mức giá là 980.000 đồng. Bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì nếu khách hàng nào có thích cái mẫu đèn này thì có thể là nhanh tay liên hệ ngay với công ty đặt hàng nha. Và với cái dòng đèn này thì hiện tại My đang còn 3 công suất nữa, đó chính là công suất 200W nè, 300W và 400W. Thì trong những video kế tiếp thì My cũng sẽ giới thiệu đến quý khách những công suất này nha. Cho nên là nếu khách hàng nào có quan tâm hãy ấn vào nút đăng ký kênh, bật vào chuông thông báo kế bên để có thể đón theo dõi những video kế tiếp. Và video ngày hôm nay của My thì cũng xin được phép kết thúc.